15 triệu thẻ căn cước được cấp từ ngày 1 tháng 7 2024 là những trường hợp nào? Luật căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Khi luật căn cước có hiệu lực, những trường hợp sau đây sẽ phải làm thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước bao gồm: công dân 14 tuổi chưa từng cấp thẻ căn cước công dân, công dân đã có thẻ căn cước công dân nhưng hết thời hạn sử dụng. Trường hợp công dân dưới 14 tuổi, công dân có thẻ căn cước công dân, còn thời hạn sử dụng được cấp thẻ căn cước công dân khi công dân đó có nhu cầu. Thẻ căn cước mới có giá trị tương đương như thẻ căn cước công dân, cho nên những trường hợp công dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn mới phải đổi sang thẻ căn cước mới. Ngoài ra, công dân cũng có thể đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước mới nếu có nhu cầu. Theo dự tính, trong năm đầu tiên, Bộ Công an sẽ thực hiện cấp khoảng 15 triệu thẻ căn cước, bao gồm 5 triệu thẻ cấp mới cho các trường hợp đủ 14 tuổi và trẻ em dưới 14 tuổi có nhu cầu, 3 triệu thẻ cho các trường hợp công dân bắt buộc phải đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước do hết hạn sử dụng, 7 triệu thẻ đối với trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước.